chào năm nha. Hôm nay chiều 31 tháng 7 năm 2022, chiều nay lên cho anh em một cái khung sườn CD90 Bentley. Cực đẹp nha anh em, tình trạng là sơn zin cực đẹp nha, màu đen. Con này là đầu tháng 2023 tháng 7 nha anh em. Cái sườn CD90 Bentley này mình bán có giá là 3 triệu nha. Đó. Sườn màu đen tiện cực đẹp nha anh em. Rất là đẹp. Con này đầu 17 nha anh em. Tháng 2023 nè. Sơn zin 100% không bắn cốt. Có luôn cái cao su lỗ sườn nha anh em. Anh em mà có nhu cầu cứ liên hệ mình nha. 0933996332 ha. Sườn CD Bentley 90. Rất đẹp, sườn này thì rất là dày nha. Anh em chơi hệ 90 biết rồi, sườn CD90 rất là dày. Anh em về vô máy lớn này kia rất là ok. Rồi cái khung sườn này mình bán một bài có giá là 3 triệu nha, cho cái khung sườn CD90 Bentley đầu 17 HA03 này ha. Rồi anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình 933996332 ha. Sườn zin đã sinh khô Honda 3 lần đẹp rồi.